Thánh Augustino, giám mục tiến sĩ hội thánh, sinh năm 354, mất năm 430. Thánh Augustino sinh ngày 13 tháng 11 năm 354 tại Tagat, miền Numidia, nay là Sukaras, nước Anseri. Ông Bachico, cha ngài là một tiểu nông và là nghị viên thành phố. Ông là lương dân và chỉ theo đạo vào lúc cuối đời. Mẹ ngài là Thánh Monica, đã nhờ lời kinh nguyện, lòng nhẫn nại và tình yêu không biết mệt mỏi đã cải hóa con. Theo thói quen thời đó, Augustino thuộc vào số những ứng viên lãnh phép rửa tội, nhưng lại trì hoãn để tránh nguy cơ phạm tội. Ngài chỉ được Thánh Ambrosio rửa tội cho sau khi trở lại vào tuổi 32. Augustino đã theo học những lớp về văn chương tại Tagus và Manaura. Cuối cùng, ngài theo học khoa tu từ tại Carta. Đời sống luân lý của ngài vào thời kỳ này không đến nỗi tồi tệ, mà có lẽ khá hơn nhiều những thanh niên cùng thời. Và chúng ta không nên gắt gao kết án lối cư xử của ngài theo xét chữ viết trong cuốn tự thuật. Chắc chắn ngài có một tình nhân và trung tín với nàng cho tới năm 385. Ngài đã có với nàng một người con tên là Acodatus. Cũng vào thời này, ngài trở thành người theo phái Maniceo. Năm 383, Augustino đến Roma dạy tu từ và năm 384 có được một địa sở tại Milan. Lúc này, ngài đã thấu suốt được thuyết Maniceo và rơi vào tình trạng nghi nan bất định. Tại Milan, ngài có dịp tiếp xúc với giám mục thời danh của giáo phận này là Thánh Ambrosio. Các bài giảng của thánh nhân cho ngài thấy lần đầu tiên rằng ngài có thể tin vào Thánh Kinh như sự giải thích của giáo hội mà không phải hy sinh sự hiểu biết của mình. Ngài còn đọc sách của những nhà tăng học phái Lockton như Plotine và Papiri, những sách đã chữa cho ngài khỏi thuyết di vật của Maniceo và đưa ngài vào triết học linh thiêng hơn, phù hợp với mặc khải Kitô giáo. Augustino đã xét tính về sự chân thật của Kitô giáo vẫn chưa đi đến bước quyết định cho tới tháng 9 năm 386, khi ngài trải qua một kinh nghiệm bất ngờ nhưng được chuẩn bị từ trước. Ngài đã trình bày kinh nghiệm ấy trong cuốn 8 bộ tự thuật. Đây là cuộc trở lại Kitô giáo lẫn cuộc sống khổ hạnh đã theo đuổi bạc trọn lành. Bỏ nghề, ngài lui về Casiciacum gần Milan cùng thánh nữ Monica mẹ ngài và Adeodatus con ngài với một số bạn bè. Tại đây, ngài bắt đầu viết và xuất bản một số tác phẩm và trau dồi về triết học, những tác phẩm đầu tiên của ngài. Ngài được Thánh Ambrosio rửa tội vào lễ phục sinh năm 387, rồi cùng mẹ và các bạn trở về Phi Châu. Thánh nữ Monica qua đời trên đường về tại Ostia. Tại Phi Châu, theo lời khuyên của đức cha Valerio, địa phận Hippo, ngài xin làm linh mục và được thụ phong năm 391. Năm 395, ngài được tấn phong làm giám mục phụ tá và chẳng bao lâu sau lên kế vị đức cha Valerio làm giám mục Hippo. 35 năm còn lại, ngài bận rộn với công việc mệt nhọc của một giám mục địa phận, đồng thời vẫn dành thời gian để sáng tác. Ngoài tác phẩm được biết đến nhiều là bộ tự thuật, còn nhiều tác phẩm thần học của ngài gồm 96 cuốn, không kể các bài giảng và thư tín, đã mang lại sức sống mãnh liệt cho giáo hội thời đó lẫn ngày nay. Thánh Augustino sống đời tu viện với hàng giáo sĩ và làm mọi sự để khích lệ việc canh tăng các cộng đoàn tu sĩ. Hai bài giảng về đời sống khổ hạnh trong cộng đoàn và một bức thư dài về các nguyên tắc mà ngài viết cho các cộng đoàn nữ tu do ngài thành lập
và em ngài là bề trên tiên khể, làm thành luật thánh Augustino. Thánh Bosidio, bạn ngài, đã viết một bản tường thuật rất hay về đề giám mục của thánh Augustino. Bản tường thuật này cho thấy ngài là một người rất nhân bản, dễ thương và giàu lòng bác ái, tận tụy phục vụ cộng đoàn, thích sống nghèo khó nhưng lại hiếu khách. Chỉ có một điều ngài không thể tha thứ được là gương mù tại bàn ăn. Ngài luôn dấn thân vào việc binh vực giáo hội chống lại các người theo lạc giáo như những người theo phái Manicheo, Fumato, Pelagio. Cuộc tranh luận với Pelagio đã để lại những bút tích của thánh Augustino về ơn thánh. Với ảnh hưởng lớn lao trong giáo hội sau này, dầu nhiệt tâm chống lại lạc thuyết, thánh Augustino vẫn luôn lịch sự và nhân ái khi đối thoại với các người theo lạc giáo. Thánh Augustino đã sống để chứng kiến cuộc xâm lược man rợ của người Vandal vào Phi Châu bắt đầu từ năm 429. Ngày 28 tháng 8 năm 430, ngài từ trần, hưởng thọ 76 tuổi. Ngài không để lại chút thư vì không có tài sản gì. Nhưng kể từ khi qua đời tới nay, di sản tư tưởng của ngài được ghi nhận là phong phú nhất sau thánh Phaolô. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.